chào bạn đồng chị Sóc Việt Đức đây. Mình được cắt bao đầu trong một trường hợp như nam 30 tuổi rồi, bạn bị hẹp bao đầu thứ phát, nhưng mà cái da của bạn ấy rất là dài, thừa rất là nhiều, cắt khá là khó các bạn. Đây là một trong những trường hợp cắt khó, nó viêm mà. Nhưng mà các bạn thấy là đây kết quả sau khi chúng tôi cắt đây. Đấy, rất là đẹp đúng không? Đây là cắt bằng phương pháp truyền thống đấy. Đẹp nhỉ. Hello. Thật như hộp như của em chỉ quanh cắt đẹp như này thôi. Năm ấy nhỉ, tổng ấy. Dây hám của bạn này, các bạn thấy là nó rất là xấu, nhưng mà cũng sửa được như này. Chim của chú nó giống như con tê tê ấy nhỉ, cái vòi dài. Đấy, một cái chim đến đây, cái vòi nó dài, cái vòi nó dài gấp đôi. Đôi ở cái bằng cái dương vật luôn, rất là dài, dài khủng khiếp. Nó dài đến mức mà chúng ta lô kim chúng ta lộ ra video nó rất là bé, da chỗ này dày, da chỗ dày chỗ mỏng, mình thấy lộ ra được nhưng mà lộ ra xong thì lộ lại khó lắm rồi. Đúng rồi, đấy là nó bị hẹp vào chỗ hai, cái này mình cứ lộ ra là quá tải. Đây, bé tí đi. Vẫn rửa cái bình thường, nó đau. Đúng rồi. Nó bị chảy máu. Nó lại càng nặng lên, đúng không? Ngày xưa nó bình thường. À, ngày xưa bình thường. Được một năm nay nó bị thắt lại. Thế là nó ngày càng nó bị viêm, nó thét lại. Vâng. Chú cũng quan hệ đúng không? Vâng. Vợ con chưa? Chưa. Thế bình thường. Thế quan hệ với ai? Với người yêu thôi. Để những cái bạn mà bị bao đầu nó cũng dài như thế này, thì mình cũng cắt rất nhiều anh em trung niên khoảng 40 tuổi của năm và 35 trở lên, rất nhiều người bị nó hẹp tứ phát như này, nó cứ viêm xong rồi nó mới hẹp dài quá thường là sẽ như thế. Hello. Cho nên là nói chung là chúng ta khi mà chúng ta bị hẹp như này nên thì cắt sớm, và nếu mà là hẹp tứ phát thì anh ấy cắt bằng máy được. Bởi vì là nó chỉ bị hẹp cái lỗ này thôi. Đấy thì để càng lâu các bạn thấy là cắt nó càng khó, cắt nó khó một kỳ luôn. Chào bạn đồng chị Sóc Việt Đức đây. Mình vừa cắt bao đầu trong một trường hợp như nam 30 tuổi rồi, bạn bị hẹp bao đầu thứ phát, nhưng mà cái da của bạn ấy rất là dài, thừa rất là nhiều, cắt khá là khó các bạn. Đây là một trong những trường hợp cắt khó, nó viêm mà. Nhưng mà các bạn thấy là đây kết quả sau khi chúng tôi cắt đây. Đấy, rất là đẹp đúng không? Đây là cắt bằng phương pháp truyền thống đấy. Đẹp nhỉ. Hello. Thật như hộp như của em chỉ quanh cắt đẹp như này thôi. Năm ấy nhỉ, tổng ấy. Dây hám của bạn này, các bạn thấy là nó rất là xấu, nhưng mà cũng sửa được như này.